Siêu bão số 3 với gió mạnh lên tới 200 km h và giật trên 220 km h được đánh giá là có sức phá hoại cực kỳ lớn. Đây cũng là siêu bão đầu tiên trên Biển Đông trong năm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 7 giờ sáng nay, tâm bão số 3 trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 470 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17. Hiện bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng suy yếu trong 24 giờ tới. Dự báo đến sáng sớm mai, tâm bão ở trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông khoảng 280 km về phía đông đông nam. Cường độ bão mạnh cấp 14, 15, giật trên cấp 17. Đến 4 giờ sáng ngày 2 tháng 9, tâm bão ở ngay trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cường độ bão mạnh cấp 13, 14, giật cấp 17. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo và những ngày sau đó, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, đi dọc theo vùng ven biển tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, hướng đến khu vực bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam Trung Quốc. Dùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11 đến cấp 13, dùng gần tâm bão cấp 14 đến cấp 16, giật trên cấp 17.